Chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn. Hàng vừa mới về các bạn nhé, đây là hoàng thảo kèn, hàng rừng của Lai Châu. Hôm nay đơn hàng này rất đặc biệt, thân rất là mập các bạn. Đây như các bạn đã nhìn thấy, thân rất là mập. Đây, mình xoay cái bút cho các bạn nhìn thấy. Đây. Cái này cổ rụt, hay còn gọi là thân lùn. Đốt ngắn, không phải thân lùn, xin lỗi các bạn, mình nói hơi sai chút. Đây các bạn nhìn thấy này, đốt ngắn như các bạn đã nhìn thấy. Và đơn hàng buổi tối đêm ngày hôm nay, hàng vừa mới về nên mình giới thiệu cho các bạn luôn. Số 1 gồm có 3 thân. Đây như các bạn nhìn thấy đây, khu vực này thân rất là mập, cây rất là căng, đang nhú nụ rồi các bạn nhé. Đây như này, như này 3 thân này là 800.000 đồng. Đấy, các bạn nhìn thấy khoảng 40 đến 50 phân, tức là khoảng 2 găng tay, là giá là 800.000 đồng cho đơn hàng như này, 3 thân rất là đẹp, các bạn nhìn thấy. Và đây là đơn hàng số 02, 4 thân, một thân dài khoảng 50, hai thân lại còn lại khoảng 35. Và đây là hai thân này bị sâu các bạn nhé, hai thân ngắn này bị sâu, không ảnh hưởng gì đến độ phát triển cây tơ. Và đơn hàng số 02 này giá là 700.000 đồng cho tất cả là 5 thân tơ, hai thân gãy và còn 3 thân là nguyên vẹn. Thì như vậy các bạn đã nhìn thấy. Và đây là đơn hàng số 03, như các bạn nhìn thấy gồm có 4 thân. Đây, đốt rất là ngắn. Cái khu vực này cây phát triển rất là tốt, nên là chỗ này là ưa ánh nắng, ánh sáng nhiều, khoảng tầm 90% ánh sáng. Và dinh dưỡng của cây mà loài này bám vào thì cũng rất là tốt, nên thân rất là mập. Đây, đúng như năm 2014 mình cũng đã lấy được những cái đơn hàng như thế này ở khu vực như này, thực sự là rất là ít gặp. Đấy, 3 thân, đơn số 03 này 4 thân, giá là 600.000 đồng các bạn nhé. Độ dài chỉ khoảng độ 25, 15 một thân, 20, 25, còn lại là 20, 25. Đơn số 03 này là 4 thân này là 600.000 đồng. Anh em là có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.